Xin chào tất cả các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các bác, các chú. Lâu lắm rồi thì mình không đăng tổng thể các loại hàng. Đấy. Ở đây là mình đăng vẫn còn thiếu một số loại hàng nữa mà hiện tại mình đang có. Mà mỗi video đăng nó số lượng có hạn, không có đăng hết được. Thứ nhất là về cần tay Daiwa, mình bây giờ có đủ thông số từ 3,6 m cho đến 6,3 m. Đây 3,6 m này, 4,5 m này, 5,4 m này, và đây là 6,3 m này. Đây, 6,3 m đây. Ở bên này thì mới có về thêm một ít cần Spenso. Đấy, cần tay Đài Loan đấy, hàng loại đẹp ấy, gồm có 3,6 m, 4,5 m và 5,4 m. Thì cái nô này nó mới về các bạn nhé, mới về. Thế đối với cần tay Daiwa 36, dòng cần tay của mình đa phần hai ngọn hết đều này. Cần tay Daiwa 36 này, giá là 230.000. Cần tay Daiwa 4,5 m là 270.000. Cần tay 5,4 m là 310.000. Cần tay 6,3 m đây qua hai ngọn nhá, là 350.000. Còn bên này là cần Spencer, cần Đài Loan cao cấp 3,6 m là 310.000. 4,5 m là 350.000. Và 5,4 m là 390.000. Dòng này nó chỉ có 3 loại thôi. 3,6 m, 4,5 m và 5,4 m. Còn riêng với dòng Daiwa đen này thì có đủ bộ từ 3,6 m đến 6,3 m. Và mình thông báo luôn các bạn, hàng Daiwa đen số lượng của 3,6 m, 4,5 m và 6,3 m còn rất là ít. Vừa rồi là về gần 1.000 cây thì bây giờ chắc mỗi loại này chỉ còn khoảng độ nhiều thì còn đến 20 cây, 25 cây, còn ít thì chắc chỉ được khoảng còn vài cây thôi, khoảng độ gần chục cây. Thì bác nào liên hệ sớm thì còn nha. Còn riêng với dòng Spencer Đài Loan cao cấp hai ngọn này thì số lượng có hạn thôi, nó về rất là ít, chưa có hàng mấy đâu. Bác nào đăng ký ngay thì có. Thế còn bên này là một con cano máy ngang cần không nhá. Con này có giá là 1,3 triệu. Đây 1,8 m. Hàng Nhật nội địa đây. Còn bên này có một con ISO. Con này ban đầu là ngọn số 3. Đấy, nhưng mà sau này mình lắp lên thành ngọn số 5. Bây giờ nó ngọn số 5. Ban đầu nó dài 3,7 m. Thì hiện nay cần chỉ còn dài 3,4 m, sau khi lắp thành ngọn số 5 thì còn 3,4 m thôi. Cần này là cần carbon nhá, giá của em này là 600, trông xấu xấu bẩn bẩn này thôi nhưng rất nhẹ, khỏe, ISO hàng Nhật chính hãng luôn. Còn bên này có một em ISO 5,4 m, cũng ngọn số 5 luôn, quen Fuji, part Fuji luôn. Do ánh sáng, không biết do ánh sáng nó yếu hay sao, nên nét hơi khó. Fuji đây. Fuji. Quen cũng Fuji. Hàng này nếu còn đẹp, nguyên bản ban đầu đẹp ấy thì giá nó rất là đắt. Đây, nó đều làm xoắn chìm để tăng độ cứng. Cần này có giá là 900.000. Rất thích hợp cho các bác câu biển hay câu tay để cảm giác mạnh nha. Dài 5,4 m. Còn bên này là một con ISO hàng Đài Loan cao cấp. Em này thì
ngọn số 5, độ dài 5 mét. Con này có giá là 1 triệu. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Con này còn rất đẹp. Đấy. Còn đến 99%, còn mới lắm. Còn bên này là một em Daiya. Em này là 4m25. Ngọn cũng số 6. Con này ngọn số 6 nhá. Khoen khá là đẹp. Thu gọn ngắn. Con này chắc chỉ thu gọn này vào rơi vào tầm 80 phân thôi. Em này mà bác nào thích lấy về đánh bành, đánh nục đầu cần. Đấy. Hay là đánh mua câu quăng để ok cả nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Em này cũng có giá là 900 nghìn. Ở bên này thì có hai con cần lục Đài Loan Liên Doanh đấy, Nhật Pat Fuji. Độ cứng là CX đấy, nhưng mà CX của nó tiêu chuẩn tương đương với BX nha. Riêng của thằng Đài Loan này nó khác. Đấy, con này là 425. Độ cứng tương đương với lại BX. CX của dòng này nó khác, rất là cứng. Em này có giá là 1 triệu 3. 4m25. Ở bên này tiếp tục là một con hàng cao cấp của Đài Loan Liên Doanh, cũng Pat Fuji. Con này độ cứng trên cần ghi thông số cũng là CX. Thế nhưng độ cứng của nó cũng tương đương với BX nha. Con này 4m50. Đấy, tương đương với BX. Em này là 1 triệu 350 nghìn. Bác nào có nhu cầu liên hệ nha. Hàng này rất là đẹp, độ cứng rất là cao. Đấy, còn đây là một con hàng Daiwa. Pre-sup T33 425. Con này thì được sản xuất tại nhà máy Daiwa Trung Quốc. Đây, con này đã hạ pad rồi này. Đây chỗ lắp pad máy ban đầu của nó đây. Đã hạ xuống đây rồi. Pad Fuji, khoen Fuji, hàng chính hãng luôn. Em này có giá là 2 triệu rưỡi. Đấy, 2 triệu rưỡi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Vì lâu lắm rồi những cái dòng tầm tầm BX mà giá tầm 3 triệu quay đầu là nó hơi bị ít. Đây có em này đây. Hàng đã qua sử dụng nha, chứ không phải hàng mới đâu. Còn bên này là một em Shimano. Leader FV 450 BX. Em này có giá là 1 triệu 7. Bác nào có nhu cầu thì cũng liên hệ với em này. Bên cạnh là bộ 3 cần Gamma, gồm có Gamma Gamma 2 CX, giá là 500 nghìn này. Tiếp theo là Gamma B, giá là 650.000 này. Tiếp theo là Gamma A, độ dài là 4m20 nhá. Gamma B này thì có độ dài là 4m50. Còn Gamma A có độ dài là 4m20 thì có giá là 700. Bên này thì có cần bia 4m20, giá là 850.000. Tiếp tục bên này là cần bia 4m50, giá là 900.000. Còn bên này là dòng Sup Nade
Shimano Supnatde. Con này tem nó hơi chìm các bác nhá. Tem nó hơi chìm nên khó nhìn lắm. Đây, màu này màu mận chín. Tem này tem chìm. Đây này. Shimano. Độ cứng BX. Độ dài là 4m25. Đây, tem nó chìm nghỉm này các bác này. Đây. 4m25. Súp Leader AS. Đây là dòng mới 2018. Dòng này thì có hai ngọn. Một ngọn BX đi theo cần và một ngọn CX CX kèm ở ngoài. Đây, đây là ngọn CX đây. Và trong này là ngọn BX. Cần này thì sẽ có hai ngọn nhá, cần này có hai ngọn. Một ngọn BX và một ngọn CX. Giá của nó là 800 nghìn. Giá của cần này là 800 nghìn. Dòng này là dòng mới 2018. Hiện tại là chỉ có em mới có dòng này thôi. Mà dòng này hai ngọn, một ngọn C và ngọn B. Còn bên này là cần titan hai khúc. Thì độ dài của cần titan bây giờ chỉ còn thông số 2m1 này. 2m4, 2m1 có giá là 440.000. 2m4 có giá là 480.000. Bên này có một em Daiwa thường 2m7 hai khúc dạng cần lua đây. Em này có giá là 440.000. Còn bên này là hai cần hai khúc hàng Daiwa, hàng chính hãng. Còn bên này là hai em Daiwa hàng chính hãng Daiwa Việt Nam sản xuất. Còn hai độ dài là 2m4 và 2m7. 2m4 có giá là 1,4 triệu, còn 2m7 có giá là 1,5 triệu. Hàng siêu vận lực đây. Tải cá trên 20 kg đây. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Hàng này số lượng cũng có hạn thôi, không có nhiều. Đây là tổng thể một số dòng cân mà em đang có, hiện tại đang có ở nhà. Còn một vài dòng cân khác thì nó đang tạm hết hàng. Ví dụ như là Daiwa T30 ấy, Liberty sản xuất tại Daiwa Việt Nam ấy, là có bao nhiêu cân về là đi hết rồi. Nó chỉ độ cứng xế thôi, nhưng bây giờ cái dòng đấy nó mới 100% mà hàng chính hãng. Đánh xế mà nhớ anh em đánh tầm nước sâu 3 mét hết lên, một cách xa bờ độ 20 đến 30 mét, 30 mét đổ lại thoải mái, không vấn đề gì cả. Đấy, bác nào có nhu cầu về những cần nào thì liên hệ với em sớm nha. Vì một trong vài dòng cần này số lượng nó có hạn thôi. Đấy. Nhiều bác không hỏi đến lúc nó hết. Ngoài ra thì em vẫn còn iCloud 3m9, 4m25 nhưng còn ít thôi, số lượng không nhiều. Ngoài ra thì còn ô vợt. Đấy. Túi đựng cá, nói chung là linh kiện lục thửa, tứ thửa đều có hết. Nói chung các bác có nhu cầu gì là em có cái đó nha, từ hàng bình dân cho đến hàng cao cấp nhất, các bác yên tâm. Đối với hàng cao cấp mà nó đắt tiền quá thì các bác thông cảm, các bác phải đặt, vì cái đấy em không lấy về, vì cái đấy nó lấy về là vốn nó om và đánh nhiều lắm. Vì một cái cần bây giờ nó rẻ rẻ cũng 6-7 triệu, đắt thì nó chục triệu, thậm chí là mười mấy triệu. Thì thực ra em chỉ cần nhập độ dăm cái cần vốn là vỡ hết mồm rồi nha, các bác thông cảm. Và có một điều nhỏ nhỏ em chia sẻ luôn là số điện thoại, địa chỉ em đã đăng ở dưới những cái video mà mới nhất em đã đăng ra, thì nó có số điện thoại dưới, có địa chỉ dưới. Các bác có thể ở bên dưới cái video ấy, các bác xem ấy, là phần thông tin ấy, nó có, thì các bác liên hệ với em. Mà thứ hai nữa, các bác đã liên hệ với em rồi thì các bác nên tìm hiểu phương thức thanh toán của em cũng ghi rõ ràng ở bên dưới cái phần thông tin đó. Là bên em là chỉ có hai hình thức thanh toán, một là chuyển khoản qua tài khoản, hai là chuyển trực tiếp qua ngân hàng, và thanh toán trước chuyển hàng sau. Đấy. Để các bác biết, vì nhiều bác liên hệ với em nhưng không tìm hiểu là em làm việc như thế nào. Mấy thứ hai nữa là
Em đã làm việc thì có yên tâm, uy tín chất lượng chứ không phải là vớ vẩn. Vì thứ nhất đây là cộng đồng chung của em, anh em đam mê vào đây cùng chia sẻ nhiều cái học hỏi nhau. Thực ra là em bận chứ có nhiều cái anh em hỏi em cũng không trả lời. Thì nhiều cái anh em hỏi đấy em cũng không trả lời hết được. Thì các bác, các anh chị em, các chú, các bạn, các em thông cảm. Đấy. Thì có cái gì cần thông tin gì thì cứ vào kênh, ví dụ các mục một câu là có phần hướng dẫn một câu, các mục hướng dẫn câu, các loại như câu câu đài, câu đơn, câu lăng xê, câu lục là đều có mục hướng dẫn hết rồi. Đấy, các bác có thể vào để tham khảo. Đấy. Còn cái gì không hiểu có thể nhắn qua Zalo, Facebook để lại tin nhắn xong em trả lời sau. Thì thực ra em không thời gian để vào nữa. Đấy. Công việc hàng ngày công việc chính rồi, xong lại công việc này nó chồng chéo nhau nhiều quá. Nói chung là rất là mỏi nhưng mà được phục vụ các bạn, các anh chị em đam mê câu cá, các bác, các chú là mình thực ra thấy rất là vui. Nhiều khi cũng đi thèm đi câu lắm nhưng không có thời gian đi. Đấy. Cả tuần kín mít luôn, tranh thủ lắm mới được một vài buổi đi câu. À, một cái vấn đề nữa là mồi câu thì hiện tại mình đang cung cấp tất cả mồi câu nhá. Các bác cứ liên hệ vì em vẫn bán mồi đều thường xuyên nhưng em ít khi em đăng mồi lên. Vì thực ra em bán mồi các bác đã biết rồi thì nên nhiên các bác không phải hỏi lại là anh còn bán mồi hay không hay là em còn bán mồi nữa hay không. Thực ra em vẫn bán đều, bán thường xuyên là những chia sẻ của em. Mấy thứ hai là các bác đã liên hệ với em rồi thì tin tưởng thì giao dịch, còn không tin tưởng thì thôi. Em nói rất nhanh gọn nhẹ, không vòng vo mà không phải lai lỉ. Đấy. Vì chỗ này là thuận mua và bán, anh em có nhu cầu thì em ủng hộ giúp đỡ. Đấy. Chia sẻ. Đấy. Tư vấn. Còn nếu anh em không có nhu cầu thì thôi, không 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 sao cả. Kể cả hỏi giá nhưng anh em hỏi giá em vẫn trả lời đầy đủ luôn. Không ảnh hưởng gì. Đấy, thế nên đã đến với em rồi thì không phải lăn tăn. Một số bạn liên hệ với em là không chịu tìm hiểu trước, là lăn tăn là chuyển tiền là sẽ mất. Tiền này thế kia, nói thật em nói mãi rồi, cái đấy em không muốn nhắc lại nữa. Đấy, anh em nào muốn lấy hàng chỗ em, hay muốn trao đổi kinh nghiệm thì cứ lên kênh Giang Trường Fishing trên YouTube tìm hiểu rõ hơn nhá. Có gì để đỡ phải lăn tăn băn khoăn gì cả. Em thì chuyển hàng toàn quốc, nhắc lại là chuyển hàng toàn quốc luôn. Đấy, từ Bắc, Trung, Nam, từ đầu mũi đất này Hà Giang cho đến đầu mũi đất của Tổ quốc Cà Mau các em đều chuyển hàng hết và đều có những đơn hàng chuyển đến khu vực đấy rồi. Cảm ơn tất cả các bác, các bạn, các anh, chị em, các chú, các bác đã bớt chút thời gian lắng nghe em chia sẻ một chút. Cảm ơn cả nhà nhá. Đây là bộ cần hơn 4 triệu, gồm một cần Daiwa 2m7, hàng Việt Nam nhá. Còn đây là một máy Alivio Simalo 6000, đấy, còn một túi câu nữa, một ít phao câu đơn, câu lăng xê, lò xo câu lăng xê, lưỡi hộp loại tốt nha, loại đẹp, dù JPE 8.0 50m, tải cá 42 kg 92 lp, lưỡi vỉ chì to nhỏ, này thông số con máy Simalo. Vòng tua là 4.9.1. Này vào dây này, dây cước này. Vào 0,40. Đấy, 0,40 đây. Vào được 140 mét cước.
Như thông số ghi trên máy là sức chịu tải là 20 lp. 20 lp cũng nghe tương đương với cá tầm 20 lp này, tương đương với cá tầm 12 kg. Máy chịu tải được cá tầm 12 kg, 20.8 mà 20 tương tải được cá tầm 14 12 14 kg. Đấy, chịu tải hết lực nhá. Còn đây cần thì chịu tải được 40 lp, tương với cá hơn 20 kg. Dù nó đi với bộ này là cần, với lại dù là siêu bạo lực rồi. Đây là hàng của Vũ Mạnh Tiến, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hàng của Nguyễn Văn Đông, tỉnh Bình Định. Đây là hàng của Lê Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội. Đây là hàng của Ngô Hoàng Hiệp, tỉnh Hưng Yên. Đây là hàng của Bùi Văn Thuyến, Thái Bình. Đây là hàng của Phạm Văn Anh, Phạm Anh Tuấn. Đây là hàng của Phạm Anh Tuấn, Lạng Giang, Bắc Giang. Đây là hàng của Vũ Mạnh Tiến, Quảng Ninh. Đây là hàng tiếp theo của bạn ở tỉnh Thái Nguyên, gửi về gara ô tô Tuấn Vương. Còn ở đây là của Phạm Quốc Công, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đây là đơn hàng về Lục Ngạn, Bắc Giang. Người Nhật giúp cho một bạn ở Tân Mộc, đó là anh Thành, ở ngã ba Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang nhá. Bộ cần titan 24. Đây là đơn hàng của Nguyễn Văn Đam, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hàng của Nguyễn Quang Lăng, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đây là hàng của Lý Trung Lam, Bắc Cạn. Còn đây là hàng của Đỗ Ngọc Luyến, Mê Linh, Hà Nội. Đây là hàng của Trần Quang Vinh, Duy Tân, Hà Nội. Đây là hàng của Ngô Gia Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hàng của Nguyễn Tiến Sĩ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây vẫn là hàng của Nguyễn Văn Đam, thành phố Hồ Chí Minh, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hàng của Đỗ Ngọc Luyến, Mê Linh, Hà Nội. Còn đây là hàng của bác Nguyễn Sĩ Hòa, Mỹ Đức, Hà Nội.